Rồi, tiếp tục chia sẻ với các bạn cùi đĩa tải nhôm CNC X1G lắp hoàn chỉnh cho FZ150. Thì đối với F150, F155 á, thì chúng ta gắn hoàn toàn dây zin. Còn trên FZ150i thì gắn cũng hoàn toàn dây zin, nhưng hơi khác zin một chút. Ở đây mình chia sẻ, nếu mà các bạn đi FZ các bạn muốn lắp á, thì phần cốt thì các bạn có thể xài cốt zin hoặc là các bạn xài cốt inox. Thì cốt inox thì chiều dài là 280 mm, tức là 28 cm. Cốt này là cốt 14. Cốt 14. Ren 14. Nhưng phần trơn bên trong là 15. Đấy. Còn cái phần cao su đùm là gắn như zin, vì S150 và FZ xài chung cao su đùm. Đấy. Và khi lắp thì các bạn chú ý hai chỗ. Thứ nhất, cái gấp của FZ, bề rộng từ đây qua bên đây thì rộng gấp á, thì cái S150 nó rộng hơn, nó rộng hơn khoảng 10 ly, cho nên mà gắn vô thấy chỗ này nó hơi hẹp. Hơi hẹp thì các bạn chim vào một cái lông đền 14 3 ly để chỗ này nó hở ra. Và để quay bánh nhẹ thì ở cái phần bát bát heo á, ở phần bát heo chỗ này nè, nó có cái lỗ bắt ốc, các bạn mài cho nó rộng rộng về bên bên đây, hay là rộng hai bên cũng được, mỗi bên là khoảng 2 đến 3 ly để chúng ta quay bánh nó nhẹ, nó không bị cà đĩa. Thì đĩa nó không cà vào bố. Đó. Ở đây quanh đi bánh cũng khá nhẹ nha các bạn. Với một ngón tay bình thường. Cốt 28 cm thì vừa đủ. Mình còn xài thêm hai ốp gấp. Hai ốp gấp này là khoảng 6 ly. Hai lông đền 3 ly nữa. Mà vẫn đủ. À. Nhìn rất là đẹp. Đấy, sơn nó không còn, cái đĩa nó không còn đảo nữa. Đấy. Thì ở ốc đĩa tải thì các bạn xài 8 ly, 8 ly 3 đến 8 ly 4. Đồ dù, đồ trụ, đồ rô ti sa đa ok hết. Đó. Lên nhìn rất là đẹp. Nói chung là nếu mà chúng ta xài cái cùi nước nhôm màu trắng nó sẽ đẹp hơn, màu đen với màu xám titan này nhìn nó giống zin, mà lên cái mâm màu vàng nữa thấy nó hơi chớp. Nếu nó màu cam hoặc là màu đỏ nhìn nó, hay màu vàng nó sẽ đẹp hơn, đặc biệt màu vàng khi mà lên mâm vàng nữa thì bá cháy luôn, rất là đẹp. Nè, bạn thấy có một lông đền nè, lông đền nè. Lỗ 15, bề dày là 3 ly, chim là cứ ngắt luôn á. Sự kết hợp hoàn hảo, sơn, cùi đĩa, mâm, còn cục canh nữa là ok. Mà cục canh bánh sao thì thêm không có. Đấy.